Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin quan hệ dễ hồi lộ, kéo dài, biến quan chức tử tế ở Việt Nam thành kẻ tham nhũng. Nhìn lại vào năm 2021, công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tiến triển một số vụ án lớn. Nhưng một số nghiên cứu của nhóm tác giả từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội công bố vào tháng 9 năm 2021, quan hệ nảy sinh hối lộ ở Việt Nam là hiện tượng sâu rộng hơn dư luận tưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung khi còn là giám đốc công an Hà Nội đã có phát biểu gây chú ý rằng người nghèo đi buôn ma túy lĩnh án tử hình, không có gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình. Tuy nhiên mới đây ông cũng bị xử tù vì tội tham nhũng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí tiếng Anh nói về quan hệ dễ trao và dễ nhận hối lộ không ngừng của giới chức Việt Nam. Nhóm tác giả nghiên cứu quan hệ hối lộ ở Việt Nam dựa trên quá trình tâm lý của người trao và người nhận lời mời hưởng lợi, trong đó người nhận là nhóm công chức. Quan hệ dễ nảy sinh hối lộ được đánh giá trên khảo sát thực tế. Ở giai đoạn đầu, khi một đối tác muốn bắt đầu mối quan hệ hối lộ, nghĩa là trao ra một lời mời hưởng lợi, công chức sẽ trải qua quá trình đánh giá tính toán. Trong quá trình đánh giá này, công chức phải cân nhắc lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của mối quan hệ dựa trên thông tin không đầy đủ và không chắc chắn. Một mặt, lợi ích và cơ hội trao đổi, tức là hối lộ, chủ yếu bắt nguồn từ các lỗ hổng quy định, thực thi yếu kém về nền kinh tế tiền mặt. Tương tự, hệ thống chính phủ điện tử của Việt Nam kém phát triển, không thể theo dõi thực chất và đánh giá bất động sản tại các địa điểm khác nhau, tạo cơ hội cho các cơ quan chức địa phương ấn định giá có lợi cho đối tác, đó là hối lộ của họ. Mặt khác, rủi ro chủ yếu là về lòng nhân từ hoặc kỳ vọng của người đưa ra đề xuất cũng như sự trừng phạt của pháp luật. Tuy vậy, mối quan hệ hối lộ không thể duy trì nếu chỉ dựa vào những lời mời, hưởng, những lợi món quà lớn có giá trị. Thay vào đó, công chức thường đánh giá cao nỗ lực của người đưa ra lời mời, ưu đãi trong việc xây dựng mối quan hệ và xem xét sự an toàn của công chức, nghiên cứu đã chỉ ra. Đây là hình ảnh ông chánh án Nguyễn Hòa Bình đi chơi golf gần Hà Nội và có thẻ VIP bị phát hiện bởi một nhóm báo sạch Trương Châu Hữu Danh công bố. Những lời mời hưởng lợi thường được thể hiện dưới nhiều dạng với các gọi khác nhau như quà hoặc là thể hiện tình cảm hay là để ra mắt, vân vân. Thậm chí có thể được tạo ra cẩn thận hơn, chẳng hạn như tạo ra cơ hội cho công chức thắng giải một cuộc thi chơi golf hoặc tổ chức chuyến đi lễ cho vợ của quan chức, vân vân. Tinh vi hơn, đó có thể là một món hàng được bán cho công chức với giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá thị trường. Nghiên cứu cũng tiết lộ thông tin một công ty có thể nuôi một quan chức trong 5 năm trước khi nhận được hợp đồng. Nhân dịp cuối năm 2021, đài BBC tiếng Việt điểm lại một số vụ việc, con số được nêu ra tại Việt Nam có liên quan đến tham nhũng như sau. Vali tiền đô đem tới Trung ương Đảng. Đầu năm 2021, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể ra một cách thoải mái rằng Trung ương Đảng của ông là đối tượng của quan hệ hối lộ. Theo lời kể của ông Nguyễn Phú Trọng, vào hôm 1 tháng 2 năm 2021, thì ai đó đã mang một vali chứa đầy đô la hối lộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bị ông ra lệnh kiểm tra, rồi không rõ người đem tiền đến có bị truy cứu gì hay không. Đây là hình ảnh câu chuyện vali tiền đô sách đến văn phòng Trung ương Đảng được ông Nguyễn Phú Trọng kể lại và nhiều báo chí Việt Nam đã đăng tải. Về trường hợp hối lộ sách vali tiền để Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Theo đó, đồng chí cán bộ kiểm tra mở vali xem và thấy toàn tiền đô la. Tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hồn nhiên kể theo báo Công an Nhân dân. Thái độ dễ dãi của nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam cho thấy văn hóa hết sức bao dung đối với đồng chí của mình, phần nào được phản ánh trong nghiên cứu nói trên về quan hệ dễ nảy sinh hối lộ. Tiền tham nhũng thu lại chỉ đạt khoảng 5% và thấp hơn năm 2020. Đó là số liệu nêu ra tại Diễn đàn Quốc hội Việt Nam vào hôm 23 tháng 10 năm 2021 cho thấy tổng số tiền phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng ở quốc gia này là 72.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với 3,2 tỷ đô la. Nhưng ngân sách nhà nước chỉ thu về được có 5% con số đó, tức là bằng có 176,5 triệu đô la.
Theo báo Thanh Niên, vấn đề này được một đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bến Tre là bà Nguyễn Thị Lệ Thủy nêu ra và đề nghị làm rõ vì sao số tiền từ các vụ án, vụ việc tham nhũng là 72.000 tỷ đồng, song đến nay mới thu được trên có 4.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với năm 2020. Và vấn đề hợp đồng công và lãi quả tiền tỷ trong vụ án công ty Việt Á. Đây là hình ảnh thủ quỹ của công ty Việt Á, bà Phan Tôn Nguyên Thạ Hảo khai rằng công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện, v.v. Các đơn hàng mua bộ kit test COVID-19, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều. Tùy vào lượng hàng, ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì cả trăm tỷ trên phạm vi toàn quốc. Vào những ngày cuối năm 2021, cái tên công ty Việt Á và cụm từ khóa bộ xét nghiệm COVID-19 đã gây sốt tại Việt Nam. Cả ngoài đời, thực lẫn trên mạng, cả trên truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội. Qua điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 cho biết công ty Việt Á đã chi phần trăm hoa hồng cho giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến, số tiền là gần 30 tỷ đồng. Dù chưa nêu tên các tỉnh thành và bệnh viện có liên quan, song cơ quan điều tra Việt Nam cho biết công ty này đã chi rất nhiều tiền để bôi trơn cho các cán bộ, lãnh đạo các đơn vị đặt mua hàng. Những khoản tiền khổng lồ này có thể hiểu là tiền hối lộ. Việt Á bị cho là đã nâng giá sản phẩm quá cao trong lúc chất lượng các bộ xét nghiệm mà công ty cung ứng cho các cơ sở y tế trên 62 tỉnh thành bị đặt câu hỏi. Và điều quan trọng hơn, Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan truyền thông nước này, gồm cả trang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đưa tin bộ xét nghiệm Việt Á đạt tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Điều này hoàn toàn không đúng với điều tra. Thông tin này sau đó đã được rút đi khỏi các trang chính thức ở Việt Nam, nhưng dư luận nước này đặt câu hỏi cả về vai trò của các bộ liên quan của ngành quân y của Bộ Quốc phòng trong vụ án thế kỷ này. Và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dịch vụ công ở miền Bắc tham ô nhiều hơn ở miền Nam. Đây là hình ảnh vụ băng giả Đại học Đông Đô mới bị xét xử cho thấy có 55 tiến sĩ dùng băng giả, tuy nhiên không ai bị báo chí công bố. Tháng 1 năm 2020, tổ chức Hướng tới Minh Bạch, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận tại Việt Nam, công bố kết quả khảo sát phòng vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam năm 2019. Họ phỏng vấn 1.085 người dân tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 7, 8 và 11 năm 2019. Các tỉnh, thành phố được lựa chọn khảo sát bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bến Tre và Cà Mau. Người dân tham gia khảo sát được hỏi xem trong vòng 12 tháng qua họ có liên hệ hoặc tiếp xúc với bất kỳ lĩnh vực dịch vụ công nào trong số 7 lĩnh vực được đưa ra hay không, tức là bao gồm trường học công, bệnh viện hoặc văn phòng khám công, làm giấy tờ, dịch vụ tiện ích như điện, nước v.v., công an, cảnh sát giao thông và tòa án. Và nếu có liên kết và tiếp xúc thì họ có phải đưa hối lộ hay không? 66% người được hỏi có liên hệ, tiếp xúc với ít nhất một trong những lĩnh vực dịch vụ và cứ 5 người được hỏi thì lại có một người, tức là tương đương 18%, phải đưa hối lộ ít nhất một lần. Khảo sát cho hay việc hối lộ ở miền Bắc dường như xảy ra nhiều hơn ở miền Nam. Kết quả cho thấy khi tiếp xúc với các cán bộ, công chức thuộc một trong 7 lĩnh vực dịch vụ công được khảo sát trong những người sử dụng dịch vụ công ở miền Bắc, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Hồng, đưa hối lộ nhiều hơn. Tỷ lệ đưa hối lộ ở Hà Nội lên tới 39%, cao gấp 3 lần tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh là 12%. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dây thòng lọng nguy hơn xe ứ động ở biên giới. Hơn 5.000 chiếc xe chở tải chở hàng hóa hoa quả còn ứ động trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong mấy tháng qua đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Nhưng thiệt hại ấy chưa thấm vào đâu so với việc nếu như Hà Nội lại theo chiêu dụ của ông Tập xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Bắc Kinh để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đó là nhận định của tác giả Trần Cẩm Tú với bài viết Dây thòng lọng nguy hơn xe ứ động ở biên giới, được đăng tải trên đài tiếng nói EFA về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau sự kiện 5.000 xe nông sản của Việt Nam nằm chờ trực ở biên giới Trung Quốc không được giao hàng. Tại Anh, tại Ả, tại cả đôi bên. Chính sách ngoại giao kinh tế
cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc, cũng như các biện pháp Trung Quốc phong tỏa Việt Nam, dù mới chỉ trên biên giới đất liền, chủ yếu là để làm dằn mặt Việt Nam. Lý do dằn mặt có thể nhiều, về kinh tế, Trung Quốc muốn chấm dứt các trao đổi tiểu ngạch. Đây là hình ảnh hơn 5.000 chiếc xe tải nông sản từ Việt Nam bị ùn ứ suốt hàng tháng trời trên biên giới Trung Quốc đến nay vẫn chưa hết. Và hậu quả, rất nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa. Việc kiểm soát đường biên nhằm chống buôn lậu, nhập cư và gần đây là ngăn chặn COVID-19 lây lan, còn khiến Trung Quốc từ chối từ cuối năm 2018 cho xây hàng trăm km rào cao kiên cố ngăn lối trên bộ với Việt Nam ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang còn có hơn 5.000 xe container chở hàng Việt Nam bị chặn lại. Hàng vạn tài xế vật vã cả tháng trời. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý và Hải quan cho biết nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid, tức là không có Covid. Tuổi Trẻ Online cũng đưa tin như vậy. Theo đó, một số cửa khẩu như Tân Thanh và Hữu Nghị, phía Trung Quốc yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe chuyên trách, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR định kỳ 3 ngày mỗi lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc và phải đi về trong ngày, niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông hàng qua chỉ đáp ứng được từ 20 đến 25% so với bình thường, theo báo Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ. Tham tán thương mại Hồ Tỏa Cẩm của Trung Quốc giải thích COVID-19 là nguyên nhân chính, nhưng ông cũng giục Việt Nam cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư hiện đang bị đình trệ về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Hàm ý của ông tham tán là các cuộc đàm phán bị đình trệ một phần do phía Việt Nam. Cũng theo tờ Vietnamnet, đã có 50 cuộc đàm phán ở các cấp với phía Trung Quốc, song tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên phải điện đàm với ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 16 tháng 4. Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết nguyên nhân khách quan của tình trạng ùn ứ trên là do thủ tục giao nhận thực hiện chặt chẽ hơn. Lái xe Việt Nam không được vào nội địa Trung Quốc, quy trình kiểm dịch cũng phức tạp hơn. Về chủ quan, Thứ trưởng Khánh chỉ rõ những điểm yếu cố hữu của sản xuất và xuất khẩu nông sản của Việt Nam thời gian vừa qua. Đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu, nhu cầu thị trường xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân, tức là tiểu ngạch, không xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Chuyện này đã xưa nay như vậy. Và điều kỳ lạ là mặc dù các bộ địa phương ở biên giới liên tục có các khuyến cáo về tình hình ùn tắc tại các khu vực cửa khẩu, nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu, dẫn đến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều kỳ lạ hơn, tờ báo Tuổi Trẻ trích lời ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12 nói rằng ông không thể báo trước dịp nghỉ Tết tới, các cảng của Trung Quốc sẽ nghỉ 15 hay 60 ngày. Thông tin trên khiến tình hình ách tắc hàng hóa từ Việt Nam sang có vẻ còn thêm u ám khi bước sang năm mới 2022. Đài báo của Trung Quốc không nói gì nhiều về chuyện hàng hóa của Việt Nam bị ách tắc ở biên giới phía Việt Nam, nhưng truyền thông Trung Quốc lại đưa tin vui về việc thông tuyến tàu liên vận mới. Tân Hoa Xã cho biết vào ngày 9 tháng 12, chuyến tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc và Việt Nam lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chở 1.200 tấn sản phẩm hóa chất của công ty hóa chất Trung Quốc xuất sang Việt Nam bằng đường sắt Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc-Việt Nam. Hóa ra chỉ tắc một chiều từ Việt Nam sang Trung Quốc, phía ngược lại vẫn trống rỗng cờ mở. Và đòn chính trị buộc Việt Nam vào cỗ xe Trung Quốc đang dần hiện rõ. Việt Nam vừa ăn mừng thắng lợi đối ngoại sau một năm hoạt động năng nổ. Các mũi tiến công ngoại giao và các nói trong nước đã có sự phát triển vượt bậc về cả cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu. Riêng với Trung Quốc, mọi chuyện dường như vẫn bao phủ một bức màn bí ẩn. Giới phân tích đã sớm ngửi thấy mùi khét trong bàn rào. Nhưng sợi dây thòng lọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc treo trên đầu Đảng Cộng sản Việt Nam
chính là mấy dòng oan nghiệt khi Tân Hoa Xã dẫn lại tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc cho rằng hai đảng, hai nước tăng cường hợp tác để thực hiện hai mục tiêu 100 năm thành lập đảng và thành lập nước. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng có những nỗ lực tích cực với Việt Nam để xây dựng hai nước thành một cộng đồng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc khoe không chỉ đã ký kết kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh mà còn khởi động phương án để thực hiện kế hoạch ấy với Lào. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bonhart Provis. Đề nghị cũng được ông Tập tái khẳng định trong cuộc đàm phán với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống bao lâu nay được những người Cộng sản Việt Nam thuần phục Trung Quốc tụng niệm, giờ đây hầu như không còn mấy tác dụng. Nào là Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, nào là hai nước chung một biển Đông, mối tình hiếu nghị sáng như rạng đông, vân vân. Kể cả phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, viễn vông cũng không mấy khi được nhắc lại tại các văn kiện chính thức. Thử hình dung nếu giờ này Đảng Cộng sản Việt Nam phát động một chiến dịch trong cả đảng viên lẫn quần chúng về việc hai đảng, hai nước xây dựng nhận thức về tư tưởng. Theo đó, hãy vượt qua mọi trở ngại trên thực tế, đặc biệt là phải xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển, tức là công nhận tất cả các đảo chìm đảo nổi trên Biển Đông là thuộc về chủ quyền Trung Quốc từ xưa, và nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên thành cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Việt Nam. Một cuộc vận động đầy tính hoang tưởng như vậy, cứ cho là sẽ có cả rùi cui còng số 8 lẫn nhà tù đi kèm, chắc chắn không giành được bất cứ một sự hưởng ứng nào dù nhỏ nhất từ người dân Việt Nam. Trừ một số ít đảng viên và những kẻ hoạt đầu cộng cán mà tiền của ngầm và quyền lực ngầm của họ gắn chặt với Trung Nam Hải, chẳng một người Việt Nam nào chịu bập vào cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh nói trên cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều thú vị mà vẫn lạ lẫm, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước, cũng như đánh giá cao những thành tựu kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian gần đây. Tuy nhiên, Chủ tịch Phúc đã không đề cập gì đến cái chiêu dụ của ông Tập Cận Bình. Cũng theo Tân Hoa Xã, khi được ông Tập gửi lời hỏi thăm, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi với các thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Nhưng đến như ông Trọng mà còn khẳng định Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực vân vân, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc Việt Nam có chui vào dây thòng lọng nói trên hay không. Phải chăng đây là một trong những cục xương khó nuốt nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Trong các chuyến thăm nước trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam từng dè chừng với sáng kiến Vành đai và Con đường và cũng không tỏ ra mấy mặn mà, thậm chí là khá thận trọng đối với dự án kết nối giữa Trung Quốc với ASEAN. Này lại thêm các khúc xương khác như cuộc thương lượng mang tính chất áp đặt về COC vào năm 2022 và nghiêm dụ năm bao lâu nay đối với cái gọi là xây đắp vận mệnh chung Trung Quốc-Việt Nam để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Thì dường như Việt Nam càng thận trọng hơn với Trung Quốc.